Mọi người đã tới rồi. Văn sư huynh, sao lại không vào trong? Ngôn sư đệ, đã lâu không gặp. Đệ phát tài rồi hả? Cái gì? Hắn chính là vị sư bá Ngôn Đạt Bình. Đại ca, tiểu đệ đây chỉ là kiếm thêm chút ít, còn sinh ý của đại ca bao la bát ngát. Ngôn sư đệ nhờ phúc thôi. Các đệ tử còn không mau dập đầu với Ngôn sư thúc. Bái kiến Ngôn sư thúc. Trên tay còn cầm đao kiếm, không tiện dập đầu. Mau đứng lên, đứng lên hết đi. Sư đệ, đệ đang đào quặng đó hả? Chắc là đào được mỏ lớn lắm. Sư ca, không giấu gì sư ca, kẻ thù của huynh đệ nhiều lắm. Đào cái hố sớm muộn gì cũng phải dùng, chứ không phải là đào hố chôn mình sao? Sư ca thật biết nói đùa, kẻ thù của huynh đệ nhiều lắm. Nếu như ta bị kẻ thù giết chết, đương nhiên cái huyệt này phải cho chính mình dùng rồi. Nhưng nếu để giết được kẻ thù của mình, vậy thì đây chính là nơi chôn cất của hắn. Kỳ diệu. Sư đệ suy nghĩ thật chu đáo. Sư đệ à, cơ thể đệ cũng không mập, ta thấy vậy là được rồi, không cần đào nữa đâu. Nơi này một người nằm thì hơi dư, nhưng nếu như nằm chín người, sợ là không đủ lớn đâu. Sư đệ à, chúng ta đồng môn đã bao năm, cũng không cần dòng do nữa. Đưa ra đây. Đại ca, không phải là đệ không tìm được hay sao? Dựa vào con mắt của Thích Lão Tam. Đại ca, hai người chúng ta hợp lại cũng không là gì với hắn đâu. Có lẽ nào kiếm phổ có liên quan tới sư phụ ta? Tới bây giờ đệ vẫn chưa đoán được Lão Tam này giấu kiếm quyết ở đâu. Sư đệ, đừng giả vờ nữa. Mọi người đều nói Tam sư đệ là thiết tỏa hoành giang, thủ đoạn cay độc. Ta thấy Nhi sư đệ là kỳ cao nhất trụ. Đưa ra đây. Sư ca, chúng ta là anh em như thể tay chân, đúng không? Chúng ta thân thiết hơn. Huynh nói xem, để lấy món đồ đó để làm cái gì? Để phải đưa nó cho huynh giữ chứ, đúng không? Để ở cạnh đại ca là để giúp đỡ đại ca thôi. Giúp đỡ cũng phải có lợi đôi chút mà. Sư đệ, để trong sơn động đã lấy được gì rồi? Sơn động? Gần đây có sơn động à? Sư đệ à, chúng ta từng tuổi này rồi, hà tất phải làm chuyện ảnh hưởng đến hòa khí chứ? Đưa ra đây, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Về sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tại sao huynh cứ luôn nhận định là đệ lấy cuốn sách đó chứ? Thật kỳ lạ quá. Nếu mà đệ lấy nó thì đệ ở đây làm cái gì? Đệ quỷ kế đa đoan, ai biết được đệ muốn làm gì? Sư ca, huynh hiểu lầm rồi. Huynh nghĩ xem, đồ mà tam đệ giấu cũng không dễ tìm đâu. Đệ nghĩ ra rồi, trong gian nhà này có thể là không có, nhưng mà đệ không từ bỏ. Đệ sẽ đào thêm 3 ngày nữa. Nếu như vẫn đào không ra, vậy thì bỏ đi. Ta thấy đệ có đào thêm 10 ngày nửa tháng thì đệ cũng sẽ giả vờ như không có. Sư ca, huynh nói xem, phải làm sao mới tin đệ đây? Làm sao thì huynh mới chịu tin đệ? Không tin huynh cho người tới khám xét ta đi, có đúng không? Ai đó tới khám xét ta đi. Khám đi. Khám đi, khám. Huynh Nhi. Dạ. Tới khám đi. Khám. Không có rồi cha. Đệ không ngốc. Nếu như đệ có thì cũng là giấu trong quần áo của đệ. Huynh, người khám đi. Cởi ra.
sư huynh, huynh làm sao vậy? Huy Nhi, Dạng Hiền Điệt, nó chính là bọ cạp đốm, độc của nó mạnh lắm, đừng giỡn với nó. Huy Nhi, Dạng sư huynh, nhanh nhanh, có thuốc giải không? Sư huynh, Dạng Nhi, đúng là đáng đời. Dạng sư huynh, Huy Nhi, Dạng sư huynh ạ, nhanh nhanh nhanh, cho nó thuốc giải đi. Đừng đứng ra đó làm gì, ai có thuốc giải không? Mau cứu con của huynh ấy. Sư đệ, ta không khám xét nữa, đệ mau đưa thuốc giải ra. Đệ vốn chỉ là đệ có thuốc, nhưng mà đã bị lộn xộn lên hết rồi, bây giờ nói đệ tìm ở đâu ra chứ? Cho đệ tìm 2 ngày, nếu đệ tìm ra sẽ lập tức đưa cho Hiền Nhi, được không? Đệ, sư huynh, Huy Nhi, Huy Nhi, có rồi. Sư ca, bây giờ ta đi phủ đại danh, sau khi tìm được toa thuốc, ta sẽ bốc thuốc cho Điệt Nhi. Ai kêu huynh đệ chúng ta tình thâm nghĩa trọng quá đi, đúng không? Ngôn Đạt Bình, xem như hôm nay ta nằm trong tay đệ, đệ muốn cái gì cứ nói thẳng ra. Sư ca, ta chỉ muốn xin huynh một điều thôi. Nếu như tìm được kiếm phổ Liên Thành rồi thì phải giao cho Ngôn Đạt Bình đệ. Sư phụ, người mau đồng ý với hắn đi. Sư ca không nỡ hả? Được, ta đồng ý đưa kiếm phổ Liên Thành cho đệ. Cho dù là như vậy, đệ sẽ đi tìm thuốc giải, đi tìm thuốc giải cho Hiền Điệt của đệ, nhưng vẫn phải xem phúc khí của nó, không biết có tìm được hay không nữa. Đệ đi đây. Còn có 2 người giám sát nữa hả? Nào nào nào, mau mở cửa ra. Có phúc rồi, độc bò cạp có thể trị được rồi. Dạng Điệt à, Dạng Điệt, mạng của ngươi cũng lớn thật đó. Nhanh, nhanh rắc lên. Quỳ Nhi, đỡ hơn chưa? Con đỡ nhiều rồi. Điệt Nhi à, lần sau đừng chơi với bò cạp như vậy nữa được không? Lần này xem như mạng của ngươi lớn, có thuốc giải, mạng cũng lớn thật. Mạng lớn quá, Điệt Nhi, mạng lớn thật. Ngô Khảm, có, đi gọi bọn họ tới đây, chúng ta đi. Dạ, đại sư huynh, ngũ sư huynh, chúng ta đi thôi. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, Ngôn Đạt Bình chạy rồi. Sư phụ, sư phụ, 2 vị sư huynh đã bị Ngôn Đạt Bình mưu mô ám toán rồi. Ngôn Đạt Bình ức hiếp người quá đáng.
Tam sư ca, nghỉ ngơi đi. Đại sư ca, võ công thật là tiến bộ. Gọi thêm mấy tên lâu la này là muốn giết chết sư đệ hả? Bất phí lời, tiếp chiêu. Cô Hồng Hải Thượng Lai, Kỳ Quanh Bất Cảm Cố, Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Đình đại ca, đó là kiếm pháp đường thi mà. Sư phụ huynh sao lại dạy cho huynh kiếm pháp phơi xác? Mau đuổi theo. Đi bên này, nhanh. Nhanh lên. Nhanh. Sư phụ không có. Dạ. Sao rồi, kinh công người kia lợi hại, bọn con đuổi không kịp. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra hắn sớm thôi. Yểm Trợ Khuê Nhi, đỡ Phùng Thản và Lỗ Khôn lên. Chúng ta đi. Dạ. Đại sư huynh sao rồi? Ngũ sư huynh, hôm nay Ngôn Đạt Bình được cứu, đa tạ ơn cứu mạng của ân nhân. Xin được hỏi tôn tính của ân nhân là gì? Tiền bối, tiền bối mau đứng lên đi. Tiền bối như vậy là làm khó tiểu bối rồi. Chút chuyện nhỏ này, giảng bối có tính là gì? Trời ơi, đây sao có thể là chuyện nhỏ được? Là ơn cứu mạng đó. Xin ân nhân cho biết danh tính. Sau khi tiểu nhân về nhà, mỗi ngày sẽ thắp hương cầu Phật cho ân nhân. Tiền bối, trong lòng giảng bối có chút khúc mắc, muốn hỏi thử tiền bối. Xin cứ nói. Tiểu nhân nhất định không giấu giếm, biết cái gì sẽ nói hết cái đó. Tại hạ chỉ muốn hỏi, tiền bối đã sửa căn nhà lớn đó rồi lại thuê người dỡ nó, là vì muốn tìm kiếm Phổ Liên Thành hả? Không biết đã tìm thấy chưa? Ân nhân, tiểu nhân quả thật tốn không ít tâm tư, nhưng ngay cả một chút tin tức cũng không có. Ân nhân là người biết rõ mà, tiểu nhân tuyệt không giấu giếm. Người nghĩ xem, nếu như ta đã tìm ra, ta sẽ đưa cho người. Mạng của ta là người cứu mà, ngoài cái thân này ra thì còn gì hữu dụng nữa. Tiền bối hiểu lầm rồi. Giảng bối không hề muốn kiếm Phổ Liên Thành kia. À đúng, ta chỉ muốn xin tiền bối chỉ dạy đôi điều.
Nghe nói ông có một sư đệ tên là Thích Trường Phát, người đời đặt ngoại hiệu Thiết Tỏa Hoành Giang. Cho hỏi đây có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là nói sư đệ của ta quỷ kế đa đoan, thủ đoạn cay độc, cho nên cũng giống như một sợi xích sắt dắt ngang qua con sông mà thôi, để những chiếc thuyền tiến không được, lùi cũng không xong. Trong giang hồ, biệt hiệu này chưa chắc đáng tin. Cũng có thể đây là biệt hiệu mà kẻ thù đặt cho Thích sư phụ. Ông là sư đệ đồng môn, tất nhiên sẽ hiểu rõ tính cách của người. Cho hỏi người tính cách ra sao? Ân nhân, vậy có nghĩa là ta đang nói xấu sau lưng đồng môn của ta. Thích sư đệ này của ta, người đời thấy hắn ngu si ngờ nghịch, thật ra đôi mắt hắn nhìn rất chuẩn, nếu không thì kiếm phổ liên thành sẽ không rơi vào tay hắn. Sao ông lại biết kiếm phổ liên thành nằm trong tay người? Ân nhân, để ta nói rõ cho người biết, chuyện này là người sẽ rõ thôi. Mấy chục năm trước, sư phụ dùng kiếm pháp liên thành đánh bại kiếm pháp cướp giật của Quyết Đao lão tổ, bản thân cũng phải chịu vết thương chí mạng. Trước khi sư phụ lâm chung, đã giao kiếm phổ cho ba sư huynh bọn ta. Là ông ấy đích thân giao cho các người. Đúng. Rốt cuộc vì sao ông ấy lại chết? Là bệnh mà chết. Bệnh chết thật không? Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng. Nếu ngươi không muốn người khác biết thì đừng làm. Các ngươi đã giết sư phụ ăn trộm kiếm phổ, sau đó thì sao? Được rồi, xem ra ta không nói không được rồi. Đúng như lời ân nhân nói, ba huynh đệ chúng ta vì sư phụ không chịu truyền liên thành quyết nên trở mặt với sư phụ, làm tam sư đệ Thích Trường Phát một nhát kiếm đâm xuyên tim sư phụ. Sau khi cướp được kiếm phổ, chúng ta quyết định nghiên cứu nó. Lúc đó chúng ta không ai tin tưởng ai, nên đã khóa kiếm phổ vào một chiếc hộp sắt. Chiếc hộp được khóa bằng ba cái khóa bạc do ba người chúng ta nắm giữ. Kế hoạch như vậy xem ra cũng thật tỉ mỉ. Vốn dĩ là vậy, nhưng sau này lại xảy ra rắc rối. Sáng sớm hôm đó, kiếm phổ trong hộp sắt không cánh mà bay. Ba người chúng ta vô cùng kinh ngạc, rồi ráo riết đi tìm. Ở đâu tìm được là tìm hết. Chúng ta nghi ngờ dạng chân sơn trộm. Người đầu tiên la lớn là hắn ném đá dấu tay. Sau này ta phát hiện hắn đi tìm Thích Trường Phát, nên ta nghĩ nếu như kiếm phổ ở trong tay hắn thì hắn nhất định sẽ tìm một nơi nào đó để khổ luyện. Còn đi tìm người khác làm gì chứ? Vì vậy ta mới quyết định đi tìm Thích Trường Phát. Rồi ông đã tìm ra manh mối chưa? Sau này cái người Thích Trường Phát này bụng dạ thâm sâu, không một chút manh mối nào. Ta đã nhìn trộm lúc hắn dạy võ công cho nữ nhi và đồ đệ, đã cố ý giả ngốc, đổi kiếm chiêu xuất thân từ đường thi thành mấy thứ hổ lúng. Nhìn động tác của hắn là ta biết có lai lịch không đúng rồi. Ta theo dõi hắn suốt nửa năm, nửa chỗ sơ hở cũng tìm không ra. Lão tam này thật lắm tâm cơ. Vậy sau thì sao? Sau này Giang Chân Sơn đột nhiên để con trai tới mời Thích Trường Phát tới Kinh Châu mừng thọ. Đương nhiên là lấy danh nghĩa mừng thọ để điều tra thực hư của hắn. Thích Trường Phát đưa theo con gái hắn, còn có tên đồ đệ đầu óc chậm chạp gọi là Địch Dân gì đó cùng nhau đi. Ở Dạng Phủ, Địch Dân và tám đại đồ đệ của Dạng Chân Sơn đánh nhau. Sau đó, hắn để lộ ra ba chiêu kiếm thuật tinh diệu đã khiến cho Dạng Chân Sơn nghi ngờ. Tám người các người có giỏi thì ra đây đánh với ta. Được. Thích
kiên thức. Ân công, người muốn nói gì? Sau này Thích Trừng Pháp và Dạng Chấn Sơn cãi nhau, hắn đã thương Dạng Chấn Sơn rồi bỏ chạy mất tiêu. Sau này không ai tìm thấy hắn. Đinh đại ca nói không sai, sư phụ vẫn luôn lừa ta. Nhưng mà người vẫn luôn xem ta như con ruột. Lừa cũng lừa rồi. Ân công, người làm sao vậy? Vậy Thích sư đệ kia của ông bây giờ đang ở đâu? Cái này ta cũng không rõ. Có thể ở chỗ nào đó bệnh không dậy nổi. Cũng có thể bị xài lang hổ ăn thịt rồi. Cảm ơn tiền bối đã nói sự thật, tại hạ cáo từ. Ân công, đại ân đại đức, ta Ngôn Đặc Bình ta cả đời không quên. Tiền bối, không cần như vậy. Như vậy làm khó tiểu bối rồi. Hơn nữa trước đây ông đã từng, ông ở đây rất an toàn, cứ yên tâm mà dưỡng thương, sẽ không ai đến làm phiền ông. Ân công yên tâm đi, Dạng Chấn Sơn sẽ không gấp gáp. Như kiến bò trên chảo như vậy, không có tâm tư tìm ra đâu. Tại sao? Tay của con trai hắn bị bò cạp độc cắn, phải bôi thuốc 10 lần mới trị được tận gốc, mà bây giờ mới bôi có một lần, vô dụng thôi. Nói như vậy, tính mạng của Dạng Khuê có phải giữ không được nữa? Bò cạp đốm này khi cắn người phải đau khổ dằn vặt một tháng thì mới về chầu ông bà được. Kỳ diệu, kỳ diệu. Một tháng sau mới chết. Vậy sao hắn không thể đi tìm thầy thuốc để lấy thuốc giải độc? Ân công không biết đó thôi. Bộ cặp độc này là do ta nuôi. Thế gian này chỉ có mỗi ta có thuốc giải. Thuốc giải của người khác không thể dùng được đâu. Tiền bối, đưa thuốc giải cho ta. Ân công, người cần nó làm gì? Phòng người dùng lúc cần thiết, lỡ đâu có ngày bị bò cạp độc cắn trúng, cũng có biện pháp phòng trị. Ân công, người thật biết giỡn. Người không tin ta đúng không? Ân công, ê, bắt lấy. Đa tạ tiền bối. Ông cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, tại hạ cáo từ. Ân công tạm biệt. Tiểu tử này hình như gặp ở đâu rồi? 8 năm trước. Không biết lý lẽ cái gì hết. Ta sẽ báo thù. Các ngươi ăn hiếp người khác, ta sẽ báo thù. Ta sẽ báo thù. Không đánh lại người ta hả? Lại bị ăn đòn rồi chứ gì? Có đáng không hả? Ta già rồi, không ai quan tâm ta. Bị phong thấp đau lắm, biết làm sao giờ? Cụ già, trên người ta chỉ có từng này tiền. Ông cầm đi mua vài cái bánh bao ăn đi. Cảm ơn cậu thanh niên. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Nhưng chỉ cho tiền thì cũng vô dụng. Cái lưng của ta bây giờ đau lắm. Ta không có con cái gì hết. Xin ngươi đấm lưng giúp ta. Ta đau chết rồi. Đau quá. Đau quá đi mất. Người trẻ tuổi, đấm lưng mạnh một chút nữa đi. Đang gãi ngứa hay gì? Nào nào nào, ngồi xuống, ngồi xuống. Đấm cho đàng hoàng. Đấm đàng hoàng một chút chứ. Đấm đàng hoàng một chút đi, nhẹ quá. Cụ già,
Tôi sợ nắm đấm này của tôi sẽ đấm gãy lưng ông. Nếu ngươi đánh gãy xương ta được thì ngươi sẽ không bị người ta đánh nữa. Ông, người trẻ tuổi, đánh mạnh đi. Mạnh vào. Mạnh vào. Người trẻ tuổi, sao vẫn đấm nhẹ vậy? Chẳng trách lại bị người ta đánh một trận. Người như ngươi thì sống làm cái gì? Ông, đấm đi. Cậu không có dùng sức tí nào luôn đó. Vậy tôi đấm thật đây. Đúng rồi, đấm đi. Đã quá. Đấm mạnh lên. Đấm mạnh lên. Mạnh lên. Ông dùng cách gì để đánh tôi? Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Ngẩng đầu lại trốn chạy, cúi đầu tử cố hương. Tại sao lại giống với khẩu quyết chiêu thức mà sư phụ đã dạy cho ta? Chiêu thức của quyền pháp và kiếm pháp cũng sẽ không giống nhau. Chẳng qua là sư phụ ngươi dạy không tốt thôi. Ông nói vậy, sao ông lại nói sư phụ ta như vậy? Nếu sư phụ ngươi dạy tốt thì sao ngươi đánh không lại mấy đứa kia? Là vì bọn họ nhiều người đánh một mình ta. Đương nhiên ta đánh không lại. Nếu như là một đánh một, để xem ai thắng ai. Ta dạy ngươi hai chiêu võ công, để một mình ngươi đánh lại bọn họ. Có học không? Ông sao? Ngươi không tin có đúng không? Chi bằng qua đây đánh ta thêm một cái, ta đảm bảo đánh ngươi chết luôn. Được. Ta học. Ta học. Cụ già, ông dạy ta đi. Từ từ. Nếu ta dạy ngươi, ngươi có dám đánh người ta không? Đương nhiên ta dám. Cho dù đám tiểu tử đó đông, ta vẫn đánh một trận, không sao. Tốt. Qua đây. Thích cô nương, đây, giúp ta thử mấy mẫu hoa đi. Thẩm Thẩm, thật ra cô thêu đẹp lắm. Nếu đổi lại là tôi sẽ không cắt vậy đâu. Lúc nào tôi cũng thắt nơ bướm ở hai bên chữ hỉ hết. Để ta cắt cô xem. Được. Được rồi, mau luyện lại kiếm pháp của ngươi cho ta xem. Luyện đi. Đúng rồi, phải đọc cả tên của kiếm pháp ra nữa. Được. Cá ông Thánh Thượng Lai. Thú vị. Thú vị. Nhị hoàng bất cảm quá. Ông cười cái gì? Ta luyện không tốt. Ông cũng không nên cười ta như vậy. Thích Trường Phát ơi, Thích Trường Phát, lòng dạ ngươi ta nghĩ không ra mà. Tiểu tử, đưa kiếm cho ta. Xem đây. Cô Hồng Hải Thượng Lai, Tri Quanh Bất Cảm Cố. Lão bá, võ công thật cao siêu. Chiêu vừa nãy của ông trong chốc lát đã khiến kẻ địch lăn ra chết. Đúng không? Người trẻ tuổi, kiếm pháp lúc nãy dùng chính là kiếm pháp thơ đường. Thơ đường, ta không biết kiếm pháp thơ đường. Nhưng sư phụ của ta dạy là kiếm pháp phơi xác, cũng ghê gớm lắm. Một kiếm đâm tới, tất cả kẻ thù đều nằm phơi xác. Người trẻ tuổi ơi, ta nói người nghe, chiêu kiếm pháp vừa rồi của ta chính là bài thơ của Trương Cửu Linh.
Trương Cửu Linh biết không hả? Trương Cửu Linh thân thế thanh cao, không tranh quyền đoạt vị, nên đem thơ của ông ấy quá thành kiếm thức, nên có ý phiêu diêu tự tại. Cô hồng hãy thường lai, tri quanh bất cảm cố. Còn sư phụ của ngươi lại cố tình dạy thành ca ông hám thượng lai, nhĩ hoành bất cảm quá. Như vậy câu trước sẽ thành tiếng hô lớn, câu sau lại rụt đầu rụt cổ. Làm như vậy thì ý nghĩa của bài thơ sẽ không còn tồn tại. Tiểu tử, Thiết Tỏa Hoành Giang quả thật rất giỏi, chưa từng có sư phụ nào dạy đồ đệ mình như vậy hết. Lợi hại, quá lợi hại. Ta muốn đi ngủ, không học nữa. Sao hả? Dây ta nói đúng không? Không muốn học với ta nữa à? Có lẽ ông nói đúng, nhưng ông nói sư phụ ta không đúng, ta không muốn học nữa. Sư phụ ta là người nhà nông, không biết chữ, không hiểu ông nói gì. Tiểu tử, ngươi nói sư phụ ngươi không biết chữ, vậy thật kỳ lạ. Người ở quê không biết chữ có gì lạ đâu. Thú vị. Ta thích ngươi quá đi. Ta nói ngươi biết, ta thích tính cách của ngươi rồi đó. Vậy thì cho ta xin lỗi ngươi. Từ nay về sau, ta không nói sư phụ ngươi không đúng nữa, có được không? Được không? Vậy được chưa? Được rồi, chỉ cần ông không được nói sư phụ ta không đúng nữa, bây giờ ta có thể dập đầu trước ông. Được, ta thích nha. Được, lão bá, võ công của ông lợi hại thật, ta dập đầu trước ông. Được, dập đầu hai cái nữa đi. Thích cô nương, quê hương của cô nhất định rất đẹp. Đúng là rất đẹp. Cô rảnh thì đi xem thử, để tôi dắt cô đi chơi. Được. Thích cô nương, sư ca của cô từ nhỏ đã tới nhà các cô rồi phải không? Sư ca của tôi từ nhỏ đã không có cha mẹ. Cha của tôi thu dưỡng Quỳnh ấy, chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng nhau luyện kiếm, chơi rất vui. Vậy tình cảm sư huynh muội của cô nhất định rất tốt. Ta thấy sư huynh của cô cũng là người tốt. Sư huynh của tôi quả thật rất tốt, chỉ là không tim không phổi, cũng giống như rau muống dưới quê chúng tôi vậy. Thốt thính vấn kinh phong, liên sơn nhược bố đào. Chiêu này nên là phủ thính văn kinh phong, liên sơn nhược ba đào. Lạc nê chiêu đại tỷ, mã lệnh phong tiểu điểu. Lạc nhật chiếu đại kỳ, mã kinh phong tiêu diêu. Hai trái lê vàng rớt xuống rồi. Được rồi, được rồi. Trong kiếm pháp của ngươi có mấy thứ kỳ quá. Vậy đi, ta dạy ngươi ba chiêu võ công, ngươi phải nhất định cẩn thận. Ngày mai đối phó bọn họ nhất định phải sử dụng. Bạch nhật y sơn tẩn, hoàng hà nhập hải lưu, dục cùng thiên lý mục, canh thượng nhất tần lâu. Dân nhi, chiêu này ngươi phải nhớ kỹ. Bạch nhật nhất phiến cận, trường hoạt như hải lưu. Tiểu tử, nhìn rõ chưa? Ngư quần thiên lý mổ, căn thượng nhất tầng lâu. Sao? Sao ông đánh ta? Đánh ngươi. Ta dạy ngươi kiếm pháp mà ngươi nghĩ đông nghĩ tây, không đáng đánh sao? Là tôi sai rồi. Lão bá bá, vừa nãy ông dạy ta niệm pháp kiếm chiêu, so với âm điệu sư phụ ta dạy không giống lắm, vậy nên ta mới cảm thấy kỳ lạ. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ.
Chiêu vừa nãy là nhĩ quan thức. Nhĩ quan thức. Nhĩ quan thức. Thích kiên thức. Pháp kiếm thức, tiểu tử nhìn rõ chưa? Đây là thứ kiếm thức. Hay quá. Tiểu tử, giống dĩ ba chiêu này, mỗi cái đều có một danh hiệu thơ đường rất điển nhã. Đó là gì? Gọi là... Ngươi có biết được chữ nào đâu. Ta nói ngươi cũng đâu có hiểu. Cho nên ta sửa cho ngươi ba cái tên vừa nghe hiểu liền. Tự mình luyện đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Lão bá, tiểu tử ngươi tuy rằng không phải rất thông minh, nhưng mà vẫn là có nghị lực. Được rồi, được rồi. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, đêm nay chuyện này không thể nói cho bất cứ kẻ nào biết. Lão bá bá, ngay cả sư phụ và sư muội ta cũng không thể nói sao? Cái não heo của ngươi không nghe rõ là bất kỳ kẻ nào sao? Việc này nếu ngươi tiết lộ ra ngoài, tính mạng của ta khó có thể bảo toàn, rất có thể sẽ chết ở trong tay của ngũ dân thủ Vạn Chân Sơn kia. Lão bá bá, võ công của người lợi hại vậy, sao có thể chết trong tay đại sư bá của ta? Ngươi có ý hại ta hay không hoàn toàn dựa vào bản thân ngươi. Lão bá bá, lão bá, nếu như ta muốn tiết lộ một chữ, liền cho ta trời tru đất diệt. Lão bá, lão bá, lão bá bá, lão bá bá, người đâu rồi? Địch Chất Nhi, mấy ngày nay con vất vả rồi. Nào, ăn nhiều vào. Ăn đi. Xem ra vết thương mà Địch Chất Nhi bị Lữ Thông đánh rất nặng. Quy Nhi, đi, đem kim sang dược của nhà chúng ta ra đây. Dạ. Sư ca ta không phải bị Lữ Thông làm bị thương, là bị tám cao đồ của ông liên thủ đánh. Ngồi xuống đi, vốn dĩ là như vậy mà. Là sự thật sao? Sư phụ, ngày đó chúng con cùng nhau uống rượu, Địch sư đệ nói là người nhát gan sợ phiền phức, nhờ hắn ra tay mới đuổi Lữ Thông đi, mới không làm cho lão nhân gia ngài xấu mặt. Bọn con nghe xong thật sự tức giận, sau đó mới bắt đầu là như vậy đó sư phụ. Ra là như vậy, vốn là con định thay Vạn gia ta cứu vãn thể diện. Vạn sư huynh nghe xong lời của hắn rất tức giận, lúc này mới hẹn hắn đấu kiếm. May là Vạn sư huynh chiếm thượng phong. Ngươi, ngươi nói bậy. Các ngươi, các ngươi, tám người đánh một mình ta. Tâm sư đệ, đồ đệ mà đệ dạy lợi hại như vậy, chẳng lẽ cần phải có tám đệ tử của ta mới có thể đánh thắng được một người sao? Con, đúng là như vậy. Dân Nhi, sư phụ, chính là tám người bọn họ đánh con. Con, Quê Nhi, là như vậy à? Địch sư đệ là khách nhân, con không dám nói. Địch sư đệ nói vậy. Sư phụ, bọn con vẫn luôn tuân theo giáo huấn của lão nhân gia người, làm sao có thể tám người đánh một được? Đúng vậy, vốn là Vạn sư huynh hẹn hắn so kiếm, sau đó đại sư huynh nói hắn làm đại sư huynh không thể không ra mặt. Kết quả qua ba chiêu, đại sư huynh bỗng nhiên ra một chiêu Trường An Nhất Phiến Nguyệt. Địch sư đệ thì sao? Ở dưới ánh trăng không phân rõ phương hướng,
đại sư huynh lại ra một chiêu vô di tại kỳ lộ, nhi nữ cộng triêm cân, kết quả địch sư đệ ăn liền ba kiếm của đại sư huynh, đành phải nằm trên mặt đất khóc lóc. Quả nhiên là như vậy. Dân Nhi, ta dặn đi dặn lại bảo con không nên cùng chúng sư huynh tổn thương hòa khí, rồi con lại đánh nhau. Sư phụ, con không có. Con tam sư đệ, để xem. Phụ thân, người để sư ca nói rõ đi. Người ta có thể nói rõ ràng, nó có thể nói rõ hay không? Con có thể nói rõ. Con, sư huynh, sư phụ, bọn họ có thể đánh được con. Người để bọn khốn đó đánh thử xem. Con quay lại. Con không. Con quay lại cho ta. Con không. Con quay lại cho ta. Phụ thân, tám người các ngươi có bản lĩnh ra đây đánh cho ta. Ai không ra, người đó chính là rùa con khốn kiếp. Đến đây. Đã như vậy, các ngươi liền bồi vị địch sư đệ này luyện kiếm pháp cũng tốt. Dạ. Tam sư đệ, mời. Đến đi. Các huynh đệ tránh ra, để ta hiểu biết một chút cao chiêu của địch sư đệ trước. Vạn quốc ngưỡng tông chu, y quan bái miệng nỉ, phản giác nhượng xú tống, nhất quan bái mã hầu. Đây là ý gì chứ? Một người đánh không lại, còn khoác lác nó đánh tám người. Đứng lên đi, lên đi, đánh lại đi, lên đi. Nhĩ quan thức, thứ kiên thức, thứ kiếm thức. Lên. Rất tốt. Phụ thân, tám người bọn họ đánh một mình sư huynh, vậy sao được? Tốt, rất tốt. Thích sư đệ, ta chúc mừng đệ đã luyện thành Liên Thành kiếm pháp. Chúc mừng, chúc mừng. Giang Khuê, lại đi. Mấy chiêu lúc nãy ngươi vừa luyện không phải Liên Thành kiếm pháp thì là cái gì vậy? Liên Thành kiếm pháp cái gì? Quỳ Nhi. Dạ.
Đây là Liên Thành Kiếm Pháp Tam Sư Thúc của con dạy cho Địch Sư Đệ. Các con làm sao có thể đối phó? Đại sư huynh, Sư Đệ, để giả bộ cũng rất giống đó. Đệ thật không hổ là đại trí nhược ngu, thiết tỏa hoành giang. Đại sư huynh, những chiêu kiếm này con học từ ai? Con nói sư phụ là đệ tử tự nghĩ ra. Nói hưu nói vượng, kiếm chiêu xảo quyệt như vậy con không thể nghĩ ra. Rốt cuộc là ai dạy con? Con không nói ta lấy mạng của con. Phụ thân, sư huynh cùng chúng ta một tấc cũng không rời, ai lại có thể dạy huynh võ công chứ? Những chiêu kiếm này không phải đều do lão nhân gia người dạy sao? Nói bậy. Quỳ xuống. Nếu còn không nói thì vĩnh viễn quỳ ở đây. Tam sư đệ, đệ không nên cố làm ra vẻ. Vừa rồi nữ nhi của đệ đã nói rõ ràng, thủ đoạn cao minh của thiết tỏa hoành giang cũng không thể dùng ở trên người sư huynh đệ. Đại sư huynh kính đệ ba chén. Mời. Vào trong xem. Tâm sư đệ, làm ca ca cạn trước làm kính. Sư đệ, nể mặt đi. Mời. Tốt. Tam sư đệ, đến phòng ta nói chuyện một chút. Kỳ lạ thật. Đi thôi. Liên Thành Kiếm Pháp, sao cho tới bây giờ chưa từng nghe sư phụ nói qua? Chẳng lẽ còn có kiếm pháp nào lợi hại hơn Đường Thi Kiếm Pháp? Tam sư thúc và phụ thân sẽ không cãi nhau chứ? Chúng ta đi xem. Đi. Sư huynh, bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi. Không, sư phụ kêu ta quỳ ở đây. Ta quỳ ở đây. Ra muốn lúc nào rồi? Lỡ đâu phụ thân chịu thiệt thì làm sao? Cầm lấy. Phụ thân không mang binh khí. Đi. Tâm sư đệ, bí mật của mười mấy năm, hôm nay sự thật đã được phơi bày rồi. Sư đệ không rõ cái gì gọi là sự thật được phơi bày. Còn cần ta nói sao? Sư phụ chết như thế nào, không lẽ đệ quên rồi à? Ta không quên. Nhưng đồ huynh muốn không có trên người ta. Chuyện cách đây đã lâu, có lẽ đệ không nhớ. Không vội. Đệ cứ suy nghĩ thật kỹ một chút. Ta không cần phải nghĩ. Lúc đó huynh cũng có mặt. Ta lúc đó ở đó. Nhưng sau đó thì sao? Ngay cả nhị sư đệ Ngôn Đạt Bình đều nói Liên Thành Kiếm Quyết ở trên người đệ. Tam sư đệ, nếu hôm nay đệ không giao ra, chỉ sợ là không đi được đâu. Huynh cứ một mực khẳng định Liên Thành Quyết của sư phụ ở trên người ta. Chứng cứ đâu? Ở trên người đồ đệ của đệ. Bộ kiếm pháp hắn vừa dùng nhẹ nhàng xảo diệu,
giống nhau như đúc với sư phụ. Không lẽ không phải đệ dạy sao? Đồ đệ của ta, hắn trời sinh tính thông minh, chính là hắn ngộ ra. Ngay cả ta cũng không biết ở đâu ra cái gì Liên Thành Kiếm Pháp. Huynh gọi Giảng Khuê tới mời ta, nói chính huynh luyện thành Liên Thành Kiếm Pháp. Lời này huynh nói đúng không? Đúng, lời đó ta có nghe ông ấy nói qua. Đại sư huynh, sao huynh lại không nói chuyện gì? Lời này là ta nói qua, ta không nói như vậy để có thể tới sao? Quả nhiên là lừa đảo, đại sư huynh. Đúng. Hôm nay nếu đệ đem Liên Thành Quyết giao ra, lại đến phần mộ sư phụ dập đầu tạ tội, ta sẽ bỏ qua cho. Dựa vào gì để cho ta tạ tội? Dựa vào việc ngỡ sau lưng đâm sư phụ một dao, tước đoạt mạng lão nhân gia. Là như vậy sao? Đại sư huynh, huynh nói rõ đi. Sư phụ lão nhân gia là do một mình ta giết hay sao? Đệ trộm kiếm phổ, dụng trộm luyện thành Liên Thành Kiếm Pháp, còn muốn chống chế à? Cái gì mà Liên Thành Quỷ? Quyển sách kia rõ ràng là huynh trộm. Được, được. Đệ nói là ta trộm. Vậy đệ nói cho ta biết, ta trộm như thế nào, ở đâu? Huynh, ngày nào? Tam sư đệ, ta khuyên đệ nên nhanh chóng giao kiếm phổ ra. Tại sao ta phải giao cho huynh? Bởi vì ta là đại sư huynh. Được, ta giao cho huynh. Quả thật là tam sư thúc, thật không biết xấu hổ. Sư phụ! Cha! Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Cha! Điều này không thể nào. Sư phụ ta, ông ấy sẽ không... Đúng, không thể nào là phụ thân ta làm được. Không thể nào. Là phụ thân con làm. Ông ấy đâm ta một dao, từ đây chạy rồi. Mau đi bắt hung thủ, mau. Dạ. Cha, chúng con đưa người lên giường. Sư muội, chúng ta vẫn là nên quay về trước. Đứng lại. Hai người các ngươi là đồng phạm giết sư phụ ta, một người cũng không được đi. Chuyện này không quan hệ gì với sư muội ta. Các ngươi muốn chém, muốn giết thì tìm ta được rồi. Lỗ khôn, chuyện này không liên quan đến bọn họ. Để bọn họ đi. Sư muội, chúng ta đi. Người đâu? Mau bắt hung thủ. Lục soát xung quanh. Nhanh lên. Lục soát, người đâu? Lục soát xung quanh. Tìm cho ra hung thủ. Bên này. Sư huynh, phụ thân ông ấy sao có thể? Ta cũng không biết. Dạng sư bá có chết không? Nếu hắn chết, vậy làm sao bây giờ? Tìm bên này. Nhanh tìm. Đại sư huynh, không tìm thấy hung thủ làm sao đây? Cho dù ông ta chạy đi đâu, chúng ta nhất định phải báo thù cho sư phụ. Cho dù có đuổi tới tận cùng trái đất, chúng ta cũng xé xác ông ta thành muôn mảnh. Đúng. Ngày mai chúng ta phát võ lâm, xin võ lâm anh hùng chủ trì công đạo. Sư phụ đang lâm nguy, chờ ngày mai lại nói. Đi. Đi. Cái gì? Dạng sư bá sắp chết rồi. Sư huynh, phải làm sao đây? Sư muội, đừng nóng vội. Ngày mai ta ở trước mặt mọi người nói cho rõ, bọn họ biết sư phụ là trong sạch. Nhưng mà dạng sư bá rõ ràng là bị phụ thân đâm trọng thương, làm sao ăn nói đây? Không quản được nhiều như vậy. Không được thì để bọn họ giết ta đi. Sư huynh, bây giờ trong lòng ta rất loạn, chúng ta về thôi. Được, đi. Sư phụ, cứu
mạng! Cứu mạng! Đến đây! Cứu mạng! Cháy! Cháy! Mau giúp ta rút thanh thủy thủ ra! Cứu giới! Tên trộm đâm trúng cô ở đâu? Mau! Mau giúp ta! Cứu giới! Ở đâu? Làm gì vậy? Cứu mạng! Cô làm gì vậy? Cứu mạng! Có chuyện gì? Có chuyện gì? Ai to gan như vậy? Cô làm gì vậy? Quá ra là người dâm tặc! Hái hoa tặc! Cô làm gì vậy? Sư muội ta... Sư muội! Cấm động! Cấm động! Có chuyện gì? Ta đang ngủ trong phòng, hắn ta liền xông vào muốn cô. Hắn còn nói rất nhiều lời không đứng đắn. Hắn nói sư phụ các người bị giết, hắn muốn cùng ta cao chạy xa bay. Ta không nói, ta không nói. Hắn còn nói, nói sư phụ giết người sẽ liên lụy đến hắn. Hắn giấu rất nhiều vàng bạc, nói chúng ta cả đời đều không lo cơm áo. Cô nói bậy, sư muội cô ta nói bậy. Đi, dâm tặc, đi. Đi, thả ta ra. Thả ra. Chậm đã. Mọi người trước tiên không nên làm khó địch sư đệ. Trước khi biết rõ sự tình, ngàn vạn lần không nên oan uổng người tốt. Người tốt cái rắm, huynh không phải là tận mắt thấy, chính tai nghe sao? Đi, đưa hắn đi. Người nói bậy. Dặn sư huynh. Sư ca ta, huynh ấy không phải là người như vậy đâu. Hôm nay địch sư đệ uống rượu nhiều một chút, có lẽ là rượu say loạn tính. Trộm đồ nhất định là không. Chúng ta đi xem đi. Đi. Cấm động đậy. Thả ta ra. Tìm. Tang vật ở đây. Mở ra. Thả ta ra. Đây không phải của ta. Đây không phải của ta. Không phải. Ngươi xem cho kỹ đi. Ta sẽ giết ngươi. Dừng tay. Mọi người cho ta một chút mặt mũi, không cần làm khó hắn. Đưa lên quan đi. Đi. Thả ta ra. Thả ta ra. Sư muội, ta không phải trộm. Ta không có trộm. Ta không trộm. Ta không trộm. Đi. Sư muội, muội đừng đau lòng, muội yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghĩ cách. Thăng đường, uy vũ. Dẫn phạm nhân địch dân, nguyên cáo Đào Hồng. Thăng đường, uy vũ. Đi. Sư muội, sư muội. Đi. Quỳ xuống. Ngươi tên địch dân? Dạ, đại nhân. Tiểu nhân quan uổng. Tiểu nhân quan uổng. Dạng phu nhân mời nói. Chuyện xảy ra ước chừng là canh ba, dân phụ đang muốn ngủ, đột nhiên một bóng đen xông vào. Dân phụ đang muốn hô lên, hắn liền bịt miệng của ta. Ta lúc này mới thấy rõ, hắn chính là địch dân. Đại nhân, đại nhân, im miệng. Đại nhân, ta không có. Oan uổng cho ta. Miệt thị công đường. Đánh cho ta. Dừng.
Nguyên Cáo nói tiếp đi. Hắn nói muốn thừa dịp lão gia bị thương, muốn ta đi cùng hắn. Còn nói hắn trộm rất nhiều vàng bạc tài bảo. Cô nói bậy. Đại nhân, cô ta nói bậy. Đại nhân, cô ta nói bậy. Dân phụ kiên quyết không theo. Hắn thẹn quá, hóa giận, đem dân phụ ấn ngã trên giường, cầm đao bức người. May mắn tám đại đệ tử của lão gia kịp thời chạy tới, cứu được ta, bằng không... Ngươi nói hắn cầm đao, rốt cuộc là cầm đao hay là cầm kiếm? Là kiếm. Dân phụ nói sai, đem đao với kiếm gọi chung là đao. Bị cáo, ngươi đêm khuya lẻn vào Vạn Gia, trộm ngân lượng, cường bạo Vạn phu nhân, có chuyện này sao? Đại nhân, tất cả là giả, tất cả là giả. Là bọn họ hại ta, ta bị oan, tất cả đều là giả. Ngươi nói cô ta hại ngươi, có chứng cứ không? Ta... Nguyên Cáo, ngươi nói hắn trộm vàng bạc của nhà ai? Là của Vạn Chấn Sơn lão gia nhà ta, có vật chứng không? Đại nhân, có vật chứng. Đem vật chứng. Đem vật chứng. Vật chứng rõ ràng rồi, sao chạy tội được? Đúng rồi. Thích sư muội, muội không cần lo, người khác nói cũng vô dụng, đều phải nghe Lăng đại nhân. Vật chứng đầy đủ, truyền nhân chứng, truyền nhân chứng. Đại nhân, bái kiến đại nhân. Đại nhân, tiểu nhân Lỗ Khôn, địch nhân cường bạo tiểu sư nương ta, là mấy người chúng ta tận mắt nhìn thấy, chúng ta đều thấy. Đại nhân, tiểu nhân Ngô Khảm tan vật là từ dưới giường lục soát ra, ngày đó các sư huynh đệ đều thấy. Đại nhân, ta không trộm, ta không làm. Đại nhân, công bằng đem hắn nhốt vào trong lao, trọng hình hầu hạ, không sợ hắn không nhận tội. Đem phạm nhân tạm giam chờ xét xử. Bái đường. Bái đường. Đại nhân, oan uổng. Ta là bị oan uổng. Đại nhân, sư muội, muội phải tin ta. Ta không có làm. Hãy tin ta sư muội. Đinh đại ca, huynh không thấy khổ à? Nói khổ cũng không khổ. Nỗi khổ da thịt thì có là gì chứ? Niềm an ủi có được trong lòng ta, e là đất trời cũng không chứa được. Đúng. Vậy chúng ta phải nghĩ cách ra ngoài. Thần chiếu kinh của ta đã bước đầu luyện thành rồi, chỉ cần củng cố thêm một năm nữa, nhà lao này không giam nổi ta. Công phu thần chiếu kinh của ta là nội công mạnh nhất thiên hạ. Huynh đệ, ta dạy để luyện. Ta không học đâu. Tại sao không học? Đinh đại ca, không phải huynh không thấy, ta đã thành phế nhân rồi, học cái này có ích gì chứ? Đại ca ta không phải cũng là phế nhân sao? Để xem, bây giờ ta xem đi. Chỉ cần để cần cù khổ luyện, xuyên xương tỳ bà có tính là gì? Đại lao này có tính là gì? Những kẻ thù của chúng ta thì càng tính là gì chứ? Được, ta học.
Là ta, Dạng Trân Sơn. Là Dạng huynh sao? Thất lễ rồi. Mời. Được, mời, mời. Đạo trưởng chuẩn bị hai chén trà cho ai vậy? Chuẩn bị cho người có duyên. Nói như vậy là chúng ta có duyên rồi. Mời ngồi. Mời. Vô duyên bất tụ, tương tụ hữu nhân. Lâu rồi không thấy huynh rảnh rỗi đến quan. Hôm nay ngọn gió nào thổi huynh đến đây vậy? Ta có việc trên người, nào nhàn rỗi được như đạo trưởng. Ta không có chuyện không đến Tam Bảo Điện. Tử Trúc Quan thanh bần của ta, tiếc không có châu báu. Hôm nay ta mang châu báu đến cho đệ đây. Thật vậy à? Là châu báu gì? Liên Thành Quyết. Liên Thành Quyết. Đây là vật chí bảo giang hồ Giang huynh nở tặng cho ta sao? Bây giờ ta biết tung tích của nó, chỉ là vẫn chưa có được. Tài phú quý báu, lẽ nào đạo trưởng không muốn có sao? Chỉ cần hai chúng ta liên thủ lấy được Liên Thành Quyết, tài bảo đó chúng ta mỗi người một nửa. Muốn nghe chi tiết? Tiểu huynh đệ, ngày khổ của chúng ta đến đây thôi. Đinh đại ca, khi nào chúng ta động thủ? Canh ba đêm nay. Quynh đệ, ráng chịu chút. Ta giúp đệ lấy xích sắt trên xương tỳ bà xuống. Đệ phải dẫn khí phối hợp với ta. Được. Sư phụ, con không thở được. Sư phụ,
là kẻ nào dám giả thần giả quỷ? Đại sư huynh, huynh không báo thù cho đệ hả? Tên trộm mô khảm, lẽ nào ông đây lại sợ một tên cương thi như ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là địch dân mà ngươi hại mãi không chết. Địch dân? Sư muội, sư ca, là ta. Ta là địch dân, là sư ca của muội. Sư ca, là huynh đúng không? Muội không nằm mơ chứ? Muội không nằm mơ. Ta đây. Đây không phải mộng. Ông trời tội nghiệp ta, hôm nay cũng cho ta gặp được muội rồi. Sư muội, sư ca. Muội vẫn luôn được gặp huynh trong mơ. Đây không còn là mơ nữa đúng không? Sư muội, đây không phải là mơ, đây là sự thật. Hôm nay ta ở đây đã nhìn thấy tất cả. Sư muội, muội yên tâm, sau này ta sẽ không rời xa muội nữa. Sư muội, vậy chuyện tối hôm nay huynh đã thấy hết rồi. Hai tên điên cuồng mất trí này làm ra những chuyện nghịch thiên bất đạo, ta nhìn thấy cả rồi. Cha, cha, cha ơi, không có. Cha ơi, cha ơi, không có ai hết. Sư phụ, sư phụ, không có. Lẽ nào cha muội không bị họ hại chết? Sư phụ, rốt cuộc ông đã làm gì cha ta rồi? Kẻ nào làm kẻ nấy chịu. Cha ngươi bị ta hại chết rồi, có việc gì thì cứ tính sổ với ta. Cha ta đã bị ông hại chết rồi. Vậy thi thể ở đâu? Ở trong bức tường đó. Không có, trong đó không có cha ta. Lẽ nào người chết kia không phải là hắn? Qua đây, nhìn đi, nhìn đi. Sư phụ ta rốt cuộc ở đâu? Ta không biết. Ta thật sự không biết. Lẽ nào trên đời này có cương thi thật sao? Dạng chân sực, ông đừng có lừa ta. Rốt cuộc ông giấu sư phụ ta ở đâu? Ta không hề lừa ngươi. Ta thật sự không biết. Địch dân, dạng chân sực, đám súc sinh các ngươi hại ta thành ra như vậy. Các ngươi giết sư phụ ta, lừa gạt sư muội ta. Các ngươi, các ngươi quá độc ác. Hôm nay ta nhất định có thù tất báo, trả lại những gì ông đã gây ra cho ta. Địch dân, giao đi. Phương muội, Phương muội, tên khốn, biết như vậy ta giết ngươi sớm rồi. Giao đi. Giang Lăng Thành Tây, Giang Lăng Thành Tây lớn như vậy, chúng ta biết tìm ở đâu? Đúng, tìm ở đâu? Lẽ nào
Liên thành quyết này chỉ có vỏn vẹn 4 con chữ. Nếu chỉ có vỏn vẹn 4 chữ, lại trong phạm vi lớn như vậy, vậy thì khác nào có như không? Đệ chưa nghe phần sau của khẩu quyết hả? Hay là cố ý không nói ra? Đại sư huynh, huynh đây là có ý gì? Ý gì? Tự đệ biết mà. Huynh đang nói ta lừa huynh. Trong lòng ai chột dạ thì người đó tự hiểu. Huynh! Sư huynh, chúng ta đừng làm tổn hại hòa khí huynh đệ. Bác sư huynh, ngồi, ngồi đi. Đại sư huynh, chúng ta không nên giống sư phụ và sư thúc. Chúng ta là huynh đệ tình thân. Hôm nay chúng ta không bàn về Liên Thành Quyết. Chúng ta uống rượu. Uống rượu. Đệ đi lấy rượu. Sư huynh, bỏ đi. Cho dù chúng ta lấy được kiếm phổ, nhưng lại ảnh hưởng đến hòa khí của đệ. Rau muống à? Rau muống tỉnh lại đi. Rau muống tỉnh lại đi. Rau muống, mẹ ơi, con sợ lắm. Ngoan, con đừng sợ. Mọi chuyện qua hết rồi, biết không? Đi, đi với mẹ nha. Sư muội, chỗ này không tiện ở lâu. Chúng ta mau đi thôi. Mẹ ơi, đây chính là rượu Đỗ Khang mà để giữ 5 năm. Nào, uống. Được, uống đi. Muốn nói khẩu quyết này, hai chúng ta vừa nghe được 4 chữ thì bị sư phụ phát hiện. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh là đi uống canh mạnh bà rồi, sao còn thấy được mọi người? Đúng, đúng, đúng. Đúng. Nếu như chúng ta không muốn nói với mọi người thì còn trở về làm gì? Nói xem đúng không? Đúng. Hơn nữa hai người Giang Chấn Sơn, cho dù biết được Liên Thành Quyết, lẽ nào lại không dựa theo khẩu quyết mà đi tìm? Qua mấy ngày nữa, chúng ta dùng ngân lượng phái người đi tìm tung tích, nhất định sẽ tìm ra bảo vật. Ý hay đó. Đến lúc đó sáu huynh đệ chúng ta phát tài, vậy là cùng nhau phát tài rồi. Nào, cạn ly. Cạn. Cạn. Nói cho các người biết, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Vậy đi. Đi. Sư muội nhanh lên. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Ngoan, chúng ta cùng đến nơi khác cùng với Rau Muống Cửu Cửu. Nhanh lên con. Đi đâu? Thư phòng. Đi. Kỳ lạ, hai cha con họ để lại trạch viện lớn như vậy, có thể chạy đi đâu rồi? Có thể tới thành Nam đào bảo vật rồi. Chúng ta tới chậm một bước, vét nhầm hơn bỏ sót. Lấy tất cả đi. Đau quá. Sao vậy? Ngô Khảm. Ngô Khảm. Sao hắn lại chết ở đây? Lẽ nào là sư phụ? Dù sao đi nữa cũng là huynh đệ gắn bó. Chôn hắn trước đi. Nhanh, Thủy cô nương đang đợi chúng ta. Nhanh lên. Nhanh lên. Đào. Mẹ ơi, ra muốn muốn về nhà tìm cha. Cha con là kẻ xấu, chúng ta không cần nữa. Cha không phải là kẻ xấu. Cha thích ra muốn. Thích ra muốn. Ê,
Ra muốn ngoan. Ngoan quá đi. Cha đi rồi, không về nữa đâu. Mẹ lừa con. Cha không đi. Con muốn về nhà tìm cha. Rồi muốn không khóc. Đừng khóc nữa con. Con muốn tìm cha. Lại lần nữa nào. 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 Mẹ lừa con. Cha không đi. Con muốn tìm cha. Phương muội, Tam ca, ta mua cái này cho muội. Muội thích không? Nào, ta cài cho muội. Rất đẹp. Sư muội nào, để ta. Sư muội, chúng ta đi nhanh một chút. Thủy cô nương đang đợi chúng ta. Sư ca. Sư ca, muội muốn trở về lấy chút đồ. Sư muội, trời không còn sớm nữa, chúng ta không kịp đâu. Muội đừng về. Không sư ca, chúng ta đi quá vội vã. Muội muốn trở về lấy cho ra muốn mấy bộ đồ, rất nhanh sẽ trở lại. Được, ta đi với muội. Không, không cần đâu. Nếu như bị người khác nhìn thấy thì sẽ lại xảy ra chuyện. Muội đợi một lát, muội sẽ về nhanh thôi. Được rồi, muội đi nhanh về nhanh. Mẹ ơi, Trâm muốn đừng sợ, cửu cửu ở bên con. Tam ca, Tam ca, Quỳnh sao rồi? Tam ca, Tam ca, Quỳnh mau chạy đi. Quê Nhi, mau giải huyệt cho ta. Tam ca,
Muội chỉ muốn hỏi huynh một câu. Huynh có từng... Huynh có từng yêu muội không? Vậy ta muốn hỏi muội, muội có từng yêu ta không? Cẩn thận, cẩn thận. Đi, mau đi thôi. Muội nói đi, muội sao vậy? Mẹ ơi, sư muội, muội sao vậy? Sư muội, sư ca, muội có lỗi với huynh. Sư muội, có phải là tên khốn dạng khuyên? Người ta nói một ngày làm phu thê ơn cả trăm năm. Muội bỏ đi, đừng trách muội. Sư ca, muội không thể nhẫn tâm, không thể nhẫn tâm để ra muốn không có cha. Muội đã huynh ấy sư muội, có phải muội quay về cứu hắn không? Hắn làm phản đâm muội một đau. Muội ngốc lắm đúng không? Không, sư muội, hắn đúng là một tên khốn, tên khốn kiếp. Ta muốn giết hắn. Sư ca, đừng mà, đừng đi. Sư ca, sư muội, mẹ ơi, mẹ ơi, nghe lời ra muốn. Ra muốn đừng khóc nữa, ngoan đi con. Sư muội, cái chuyện này huynh phải đồng ý với muội. Đời này muội không còn gì bận lòng nữa, chỉ là muội không yên tâm về ra muốn. Muội giao con bé cho huynh, xin huynh niệm tình nó chỉ có một mình, không còn người thân thích, giúp muội chăm sóc tốt con bé được không? Được, ta đồng ý với muội. Sư ca, vốn dĩ muội muốn mãi mãi giữ cái túi này bên mình, bây giờ muội đưa nó cho Thủy muội muội. Sư ca, Thủy muội muội là một cô nương tốt. Sư ca, Thủy muội muội rất tốt với huynh. Huynh đồng ý với muội, nhất định phải biết quý trọng cô ấy, yêu thương cô ấy.
Được, được, ta đồng ý với muội. Ta đồng ý với muội. Mẹ ơi, mẹ ơi. Suka, con xem Lương Sơn Bá, còn có Chúc Anh Đài. Một con là huynh, một con là muội. Hai người chúng ta cứ như vậy bay qua bay lại, bay qua bay lại, mãi mãi không rời xa, không rời xa. Mẹ ơi, mẹ không cần rau muống nữa hả? Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn mẹ cùng bắt bươm bươm với con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ không cần rau muống nữa đúng không? Ta thật sự quá ngốc. Sao ta lại không chịu giết tên khốn kia rồi chôn chúng vào tường? Sư muội, sư muội, ta mặc kệ muội nghĩ ra sao. Ta nhất định sẽ tìm tên khốn kia báo thù cho muội. Thủy cô nương, rau muống ta giao lại cho cô. Ta phải đi báo thù cho sư muội. Đình đại ca, ta đợi huynh, đợi huynh ở tuyết cốc. Nhưng nói không chừng sẽ tìm rất lâu, có thể là một năm, hai năm, thậm chí rất lâu. Nếu một năm huynh vẫn chưa về, ta sẽ đợi huynh một năm. Hai năm huynh chưa về, ta sẽ đợi huynh hai năm. Cả đời này huynh chưa về, ta sẽ đợi huynh cả đời. Rau muống, đi thôi. Cha, Giang Khuê, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện.
gia, ngươi cho rằng lão tử chỉ có một chút bản lĩnh sao? Lão tử năm đó là Dẫn Nghị đầu sư, Bát Quái Thần Truy Thái Bảo là sư phụ đầu tiên của lão tử. Cha, đi. Kiến thức. Dặn Chân Sơn, ngươi chạy không thoát đâu. Tam sư đệ có thể tìm được đến đây, nhị sư đệ cũng sẽ tìm được đến đây. Chẳng lẽ mọi người đã quên đại sư huynh đệ cũng có thể tìm được đến đây sao? Lần trước huynh không có bóp chết đệ, không ngờ sớm muộn gì cũng phải chết trong tay huynh. Ta chỉ đang thắc mắc, ta bóp chết đệ, nhốt đệ vào trong vách tường, sao đệ lại có thể sống được? Đệ không nói, chẳng lẽ ta không thể đoán ra sao? Khi đó đệ vì để lừa ta lại nín thở giả chết. Ta cho người xây tường để nhốt đệ, đệ lại nghĩ cách chạy thoát, sau đó xây lại bức tường. Giỏi thật đó. Sau đó ta mới thấy một viên gạch trên tường bị nhô ra. Trong lòng ta khá rối bời, ta không ngờ rằng đó là lỗ hổng cho đệ để lại khi đệ vội vàng xây lại tường để trốn thoát. Thích lão Tam ơi, đệ cũng thật lợi hại đó. Đệ tận mắt nhìn thấy con gái mình trở thành con dâu của ta, đệ lại không chịu hiện thân. Đây là tại sao vậy? Tại sao vậy? Thích lão Tam à, đệ muốn dứt khoát chết hay là chịu khổ mà chết đi? Được thôi, nếu như huynh muốn biết thì đệ sẽ nói huynh biết. Con gái đệ đã đánh cắp kiếm phổ giấu vào trong sơn động, huynh tưởng rằng đó là một người tốt lành sao? Hóa ra là như vậy. Ta lại hỏi đệ,
Nhiều năm như vậy, rốt cuộc là đệ đã trốn ở đâu? Nói. Đệ còn trốn ở đâu nữa? Đương nhiên là đệ trốn đi nghiên cứu Liên Thành Quyết rồi. Sau đó đệ dứt khoát mở một tiệm sách. Có đánh chết huynh cũng không dám nghĩ đệ lại dám ở Kinh Châu mở tiệm sách. Được rồi, bớt nói dớ dẫn. Muốn chém muốn giết, đệ sẽ tuân theo. Được, vậy đệ đi tìm con gái đệ tính sổ đi. Sư phụ, con là Dân Nhi. Dân Nhi, con là Dân Nhi. Vừa nãy con nhìn thấy hết rồi à? Con nhìn thấy hết rồi. Sư phụ, sư muội ấy.